Kia Sorento 2021 có 4 phiên bản bao gồm LX, S, EX, SX và 2 gói tùy chọn nâng cấp. Sorento LX có giá từ 30.560 đô la Mỹ, cao hơn 1.350 đô la Mỹ so với phiên bản LX của thế hệ trước. Cao hơn một bậc là Sorento S với mức giá từ 33.060 đô la Mỹ. So với Sorento S đời cũ, Sorento S 2021 rẻ hơn 1.250 đô la Mỹ. Việc hạ giá của Sorento S so với đời trước đến từ việc tinh giản động cơ. Sorento S 2020 sử dụng động cơ tăng áp V6 3.3 lít mạnh 290 mã lực, trong khi phiên bản mới chỉ có động cơ 4 xi lanh 2.4 lít mạnh 191 mã lực. Nếu muốn động cơ tăng áp, khách hàng có thể lựa chọn từ phiên bản EX trở lên. Sorento EX được trang bị động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.5 lít cho ra công suất 281 mã lực. Phiên bản này có giá 36.160 đô la Mỹ. Cuối cùng là phiên bản Sorento SX có giá từ 39.160 đô la Mỹ, rẻ hơn 2.050 đô la Mỹ so với đời 2020. Kia cung cấp thêm hai gói tùy chọn là Prestige và Prestige X-Line cho bản SX. Nếu đi kèm hai gói tùy chọn này, chiếc Sorento có giá lần lượt là 41.760 đô la Mỹ và 43.760 đô la Mỹ. Trong đó, Prestige X-Line là gói nâng cấp tính năng off-road cho Sorento. Gói này bổ sung những chi tiết hỗ trợ địa hình, ba ga mui chuyên dụng, bộ vi sai trung tâm và hệ thống kiểm soát đổ đèo. Ngoài ra, chiếc Sorento Prestige X-Line còn được nâng thêm 25mm khoảng sáng gầm, giúp xe vượt địa hình dễ hơn. Kia Sorento 2021 thuộc thế hệ mới nhất, thế hệ thứ tư. Ở thế hệ này, Sorento lột xác hoàn toàn so với ba thế hệ trước. Chiếc SUV của Hàn Quốc hầm hố, bệ vệ như một chiếc SUV của Mỹ hay châu Âu, Sorento 2021 có các số đo dài X rộng X cao lần lượt là 4810 x 1695 mm, chiều dài cơ sở đạt 2815 mm. So với thế hệ thứ 3, Kia Sorento 2021 được cải thiện 10 mm ở các số đo tổng thể và 35 mm ở chiều dài cơ sở. Chưa hết, khung xe của Sorento 2021 cứng hơn 12,5% và nhẹ hơn 5,6% so với thế hệ trước. Nội thất của Sorento 2021 rộng rãi và hiện đại hơn. Các trang bị đáng chú ý gồm màn hình thông tin giải trí 80,25 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, dàn âm thanh của Bose. Sorento có hai cấu hình nội thất gồm 6 chỗ 222 và 7 chỗ 232. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hãy đăng ký và theo dõi Vua Xe để cập nhật những thông tin mới nhất.